Tiếp theo đây là sản phẩm máy nghe nhạc iGo mới nhất hiện nay. Sản phẩm này chỉ độc quyền tại Thế Giới Di Động. Máy nhìn rất đẹp, có màu xanh da trời, rất đẹp. Nhìn rất là chắc chắn và vỏ thiết kế bằng bằng nhôm hai bên. Máy có bộ nhớ là 8GB, đây là số email của máy. Và để khi sử dụng máy thì chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác bên ngoài của máy. Đây là nút on off, nút mở nguồn và tắt nguồn máy. Đây là jack cắm sạc V3 để kết nối USB và có thể sạc cho máy. Đây là lỗ jack 3.5 dùng để kết nối tai nghe. Đây là có một lỗ nhỏ dùng để đeo dây đeo vào. Ở phía dưới đây là khe gắm thẻ nhớ, upload thẻ nhớ lên đến 8GB, có thể gắm thẻ nhớ hỗ trợ nghe. Kế bên đây là nút reset, máy gặp sự cố treo chúng ta có thể lấy một cái kim nhỏ bấm vào đây, nó sẽ tự động reset máy lại. Đây là những nút cơ bản, nút tăng giảm âm lượng, nút cộng là nút tăng âm lượng, nút trừ là nút giảm âm lượng, nút nét bài và lui bài. M là chọn chức năng. Đây là nút play và nút stop. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về máy. Chúng ta bật nguồn lên. Lưu ý khi bật on lên thì chúng ta phải giữ nút play 5 giây. Thì lúc đó trên màn hình nó sẽ hiện lên chữ iGo. Rồi, chúng ta chọn từng chức năng bằng cách kéo qua. Chúng ta chọn chức năng music thì chúng ta chọn M. Chúng ta chọn nút play luôn, nó sẽ chậm. Để tăng giảm volume thì chúng ta nhấn lớn lên. Và chúng ta gắn loa vào. Để thoát ra ngoài thì chúng ta nhấn giữ nút M 5 giây, nó sẽ thoát ra ngoài. Đây có chức năng radio, ghi âm, quản lý file, cài đặt, nghe nhạc. Nút chọn là nút play. Nút M chọn danh sách bài hát. Nút M là bắt trở lại. Những giữ 5 giây nút M nó sẽ trở lại loại menu chính. Để xóa bài hát thì chúng ta vào Explorer là quản lý file. Trên này nó sẽ hiển thị tất cả những cái gì bài hát thì chúng ta chép vào đây. Có rất là chi tiết. Chúng ta chọn M.
tôi dừng mày hả? Để xóa một bài hát hay một tập tin thì các bạn vào phần Explorers, đây là phần quản lý file, chúng ta chọn Play nút. Rồi chúng ta kéo xuống những cái mục, đây là bài hát. Rồi các bạn muốn xóa thì các bạn nhấn giữ nút AB 2 lần, 1, 2. Thì lúc này nó sẽ hiện lên bạn có muốn delete file hay không, yes thì chọn. Lưu ý là nhấn nút Play 2 lần rồi chúng ta chọn qua yes. Rồi máy sẽ tự động xóa file. Rồi chúng ta bắt ra ngoài là chọn nút cái menu là bắt ra ngoài. Rồi xóa bài hát hoặc tập tin ghi âm thì chúng ta cũng vậy, những giữ nút AB 2 lần. Thì lúc này nó hiện thì lên bạn có muốn delete file hay không, yes thì xóa, qua về là yes no. Rồi bắt ra ngoài menu nhấn giữ 5 giây. Đó, chúng ta đã bắt ra ngoài thành công. Đây là nút AB cho nút ghi âm. Ghi âm AB. Máy thì thao tác sử dụng những chức năng khác, máy có tính năng là nghe FM, nghe nhạc 23, bộ nhớ 8GB, ghi âm, có thể xóa tập tin trong này bằng cách nhấn giữ hai lần nút AB. Máy có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, đó là những tính năng cơ bản của máy. Máy có kèm theo sách hướng dẫn chỉ cách sử dụng FM radio và cách xóa bài hát rất là chi tiết. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp trong sách hướng dẫn để sử dụng nhanh hơn. Phụ kiện máy cũng có tai nghe, cáp USB và sách hướng dẫn. Nhìn máy rất là đẹp. Chúc các bạn sẽ thao tác tốt.